con thứ nhất chúng tôi xin mời vận viên Minh Quân và Nam Quốc Trị là bạn thứ ba là cuối cùng thi đấu. Làm cho nó dịch quýt được luôn. Yeah.
giờ má đem nó qua nó qua chưa có động tác. Xin mời anh Vũ, con Vũ số 1 và làm trọng tài bàn số 3. Thank you.
Trung Hội An và Bộ Trường và bạn số 6 làm thủ tục đi đâu? Thank you.
I
chờ sĩ quan hát cái này ngoài. À, trăm năm mấy. Mình biết có chuẩn bị cơm chưa, cho nên bạn nhân viên nào thi đấu xong nên là ăn cơm để vào phía trong có bộ xe lông mình ngồi để ăn cơm nha. Thank you.
Xin mời bạn về tham gia thứ 5 cho bạn Lục Minh.